Ngày còn bé, cứ vào mùng 4 Tết là tôi được mẹ cho đi cùng sang chùa ở làng bên để xin quẻ thẻ. Tôi đứng quan sát thấy mẹ bỏ tiền vào hòm công đức. Sau đó, thầy đưa cho mẹ một ống có rất nhiều cây thẻ trong đó. Mẹ tôi cầm chắp tay lạy Phật trước, sau đó cầm ống thẻ xóc vài lần thì một cây thẻ rớt ra ngoài. Mẹ nhìn số của cây thẻ đó là bao nhiêu thì ra ngoài bàn, thầy đưa cho mẹ một tờ giấy có đúng số đó. Rồi thầy nhìn tờ giấy đó đọc cho mẹ nghe xem năm nay làm ăn, kinh tế sức khỏe ra sao, vân vân. Có những năm mà xin được quẻ thẻ xấu thì năm đó mẹ tôi mất ăn mất ngủ vì thấp thỏm lo âu. Phật ơi, con đã ngộ rồi, thấy trong thanh tịnh là nơi quê nhà. Thiền tông xóa sạch u mê tâm tối trong tôi. Kính thưa quý vị, tôi là Vũ Thị Huệ, 50 tuổi, hiện đang sinh sống tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, tôi xin chia sẻ câu chuyện về cuộc sống u mê tâm tối của tôi trước khi tôi biết đến pháp môn thiền tông này. Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê Thái Bình. Từ khi còn nhỏ, tôi thấy gia đình hai bên nội ngoại nhà tôi chỉ thờ cúng ông bà, cụ kính tổ tiên thôi. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi và các anh chị rằng các con phải sống thật thà và lương thiện, ở hiền thì sẽ gặp lành. Và trong mắt anh chị em chúng tôi thì mẹ tôi là người như thế. Vì vậy, đạo Phật đối với tôi lúc đó và sau khi lớn lên rất là mơ hồ. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn tin là có trời Phật, thần tiên luôn dõi theo và phù hộ cho những người sống lương thiện và thật thà. Ngày còn bé, cứ vào mùng 4 Tết là tôi được mẹ cho đi cùng sang chùa ở làng bên để xin quẻ thẻ. Tôi đứng quan sát thấy mẹ bỏ tiền vào hòm công đức. Sau đó, thầy đưa cho mẹ một ống có rất nhiều cây thẻ trong đó. Mẹ tôi cầm chắp tay lạy Phật trước, sau đó cầm ống thẻ xóc vài lần thì một cây thẻ rớt ra ngoài. Mẹ nhìn số của cây thẻ đó là bao nhiêu thì ra ngoài bàn, thầy đưa cho mẹ một tờ giấy có đúng số đó. Rồi thầy nhìn tờ giấy đó đọc cho mẹ nghe xem năm nay làm ăn, kinh tế sức khỏe ra sao, vân vân. Có những năm mà xin được quẻ thẻ xấu thì năm đó mẹ tôi mất ăn mất ngủ vì thấp thỏm lo âu. Khi tôi được 14 tuổi thì mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư dạ dày. Thời gian đó tôi rất buồn. Trong đầu tôi suy nghĩ là sao mẹ tôi là người hiền lành, thật thà như vậy, mà sao mẹ lại mất sớm ở tuổi 54 như thế. Những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu tôi, nhưng chẳng ai có thể trả lời cho tôi được. Và cũng từ đó, tôi không còn là đứa trẻ vô tư, sôi nổi, vui đùa như những đứa trẻ khác nữa. Mà thay vào đó, tôi ít nói, ít thổ lộ những tâm tư, tình cảm của mình. Tôi hay ngồi một mình, thích yên tĩnh suy nghĩ. Và khi mẹ tôi mất rồi, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen sang chùa làng bên vào đầu năm để xin quẻ thẻ.
Rồi thời gian trôi đi, tôi lớn lên đi xây dựng gia đình, mãi lo làm ăn cơm áo gạo tiền, cho đến khi tôi sinh cháu thứ hai được vài tháng, thì càng ngày tôi bị thoái hóa đốt sống thắt lưng rất nặng, không thể làm gì được. Thậm chí bế con tôi còn phải gượng. Lúc đó tôi rất chán nản, buồn rầu, cảm thấy cuộc sống như đi vào ngõ cụt. Tôi cứ nghĩ là không biết tôi có sống được để nuôi hai đứa con nên người hay không. Mẹ chồng tôi bảo đất nhà tôi ở gần đình làng nên động. Bà đi quay bói rồi bà kêu thầy về cúng nhiều lần, nhưng bệnh tình của tôi chẳng đỡ chút nào. Rồi bà bảo phải cúng giải hạn, phải bán hai đứa con tôi vào chùa cho thần Phật thì chúng nó mới dễ nuôi và sau này nó không nghịch. Mẹ chồng bảo gì tôi đều làm hết, tốn bao nhiêu là tiền mà bệnh tình của tôi chẳng đỡ chút nào. Mà gia đình càng khó khăn hơn vì tốn nhiều tiền cộng với tôi không làm được, càng ảnh hưởng kinh tế trầm trọng. Sau đó tôi chán nản nên buông xuôi mặc kệ, và tôi siêng năng tập thể dục và không làm những việc nặng. Thế rồi cứ từ từ sức khỏe của tôi cũng tốt dần lên. Đến năm 2004 thì gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn để sinh sống. Khi vào đây, ngay cạnh chỗ tôi làm việc có vài chị hàng xóm hay rủ tôi đi các chùa ở miền Tây, đi núi Cấm. Điển hình là có ngôi chùa Ước ở ngay cổng chào của thành phố Vĩnh Long. Chị hàng xóm nói với tôi là chùa này thiêng lắm, em mà ước điều gì là được điều đó. Vậy là mấy chị em chúng tôi tổ chức đi và còn rủ thêm vài chị nữa đi cùng. Rồi chúng tôi lên núi Bà Đen ở Tây Ninh. Hễ cứ ai bảo chùa nào linh là chúng tôi đều sắp xếp thời gian để đi. Rồi có một chị đưa cho tôi một quyển kinh Dược Sư và quyển chú Đại Bi. Chị ấy bảo em đọc kinh Dược Sư này đi, để chữa bệnh rất tốt đó. Còn chú Đại Bi thì em đọc thuộc lầu đi, rồi cứ khi em đi ra ngoài đường chạy xe, em lại đọc nhẩm cái kinh chú Đại Bi này thì em sẽ tránh được tai nạn ngoài đường. Thế là tôi cũng làm theo. Được vài bữa tôi lại bỏ một nơi. Thế rồi chị ấy đưa cho tôi kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chị bảo em đọc quyển kinh này đi, kinh này là cao nhất trong các loại kinh đó. Nhưng quyển kinh này nó rất là dày nên em chỉ đọc phẩm 12 thôi. Phẩm này rất dễ hiểu và em tụng hàng ngày, tụng càng nhiều thì càng có nhiều công đức đấy. Thế là tôi nghe chị, cứ rảnh lúc nào tôi lại mang kinh ra tụng lúc đó. Sau đó chị bảo tôi là có một chùa ở vùng quê nghèo, ở đó đang thiếu kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho các Phật tử tụng, vậy em có cúng dường cho chùa ít kinh không? Thế là tôi đồng ý ngay. Tôi chạy xe xuống chùa Hoàng Pháp ở Hóc Môn, thỉnh vài chục quyển kinh về gửi chị mang đi dùm. Và từ đó, cứ hễ có chùa nào cần là chị bảo tôi đều mua và gửi chị. Sau đó, có một chị lại bảo tôi là em nên lập một bàn thờ để thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế là tôi nhờ một thầy chùa thỉnh cho tôi một bức tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và gửi vào chùa một tháng để cho các thầy khai hoa điểm nhãn vào mắt cho mẹ Quan Thế Âm. Sau một tháng, tôi nhờ ba thầy chùa lập đàn rước bằng xe hơi về nhà tôi cách 6 cây số để thờ. Các thầy thì đi trước gõ mõ tụng kinh, tôi thì đi sau nhúng bông vào ly nước rồi vẩy khắp nhà, theo như các thầy hướng dẫn. Chồng tôi thấy thế, mặc dù không bằng lòng, nhưng vì hòa khí gia đình nên anh không nói gì.
Sau đó thầy còn hướng dẫn coi hướng nhà cho vợ chồng tôi. Thầy bảo vợ chồng tôi hợp với hướng Tây Bắc thì làm ăn sẽ rất là tốt. Còn nhà tôi lúc đó thì đang là hướng Đông Nam. Thầy bảo nếu không chuyển được hướng thì xoay lại cái bếp thì làm ăn sẽ phát đạt. Thế là tôi đòi bằng được chồng tôi phải xoay lại cái bếp. Bếp nhà tôi đang là hướng Đông Nam. Tôi bắt chồng xoay lại hướng Tây Bắc. Lúc đó tôi sử dụng cái tưởng và cái tham quá mạnh, dẫn đến con người tôi lúc đó quá u mê. Và thật là đại duyên đại phước cho tôi đọc được bộ sách Thiền Tông của bác soạn giả Nguyễn Nhân, đã giúp tôi xua đi hết cái tưởng, cái tham dẫn tới sự u mê tăm tối trong tôi một thời gian dài. Một hôm, vào giữa năm 2017, tôi đang ngồi bán hàng. Hễ lúc rảnh là tôi lại tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi đang ngồi đọc kinh thì có một bạn hỏi tôi rằng: "Chị có muốn được giác ngộ và giải thoát không? Em có mấy quyển sách, chị ra nhà em cho mượn." Thế rồi bạn ấy cho tôi địa chỉ nhà. Lúc đó tôi cứ nhìn chằm chằm vào bạn ấy, nhưng cũng lấy viết ra ghi địa chỉ. Và tối hôm đó tôi ra nhà bạn, bạn ấy đưa cho tôi mượn 3 quyển sách, gồm quyển 1 Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ giác ngộ, quyển 2 Những câu hỏi về Thiền Tông, quyển 3 Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Tôi đọc đến quyển số 3 thì tôi ồ lên một tiếng. Đây đúng là chánh pháp của Đức Phật rồi. Tôi vui mừng hơn là mình tìm được báu vật vậy. Nhưng nước mắt tôi lại rơi lã chã, và tôi phải nén vì không muốn bật ra tiếng khóc. Sau đó tôi nhìn số điện thoại, điện cho chị Thảo, gửi cho tôi một bộ sách Thiền Tông. Tôi đọc ngày đọc đêm, tôi cảm thấy bộ sách có một lực hút rất kỳ lạ đối với tôi. Sau đó, tôi được về thăm chùa, một cảm giác ấm áp, quen thuộc trong tôi dâng lên. Tôi cảm nhận như một người con thất lạc đã rất lâu, nay được trở về nhà của mình vậy. Kính thưa quý vị, nhờ đọc được bộ sách Thiền Tông và được nghe bác Thiền Tông sư soạn giả Nguyễn Nhân giải đáp, tôi hiểu rằng con người cũng như vạn vật sống trong trái đất này đều là phải sống theo nhân quả do mình tự tạo ra, chứ không thể cầu xin lạy lục ai ban phước hay giáng họa cho mình cả. Học Thiền Tông, tôi mới hiểu những việc làm của tôi trước đây như xin xăm, bói quẻ, dâng sao, giải hạn, cúng, tụng, cầu xin lạy lục đều là tạo ác đức cả, chứ đâu có công đức như các thầy nói. Mà tạo công đức là giúp người khác biết đến pháp môn dạy giác ngộ và giải thoát này, để người này học và được giác ngộ như mình, thì mình có công đức. Nhờ học Thiền Tông nên tôi biết được có 5 loại đức. 1. Hạt công đức. 2. Là hạt nghiệp phước đức dương. 3. Là hạt nghiệp phước đức âm. 4. Hạt nghiệp ác đức. Và 5. Là hạt nghiệp siêu ác đức. Là Phật tử Thiền Tông nên tôi biết được có 12 con đường luân hồi nơi trái đất cũng như tam giới này, và một con đường trở về Phật giới. Tất cả đều có công thức rõ ràng. Dù được làm vua, làm chúa, làm người giàu sang,
hay được vãng sanh lên ba ba cõi trời thì vẫn là còn nằm trong một tam giới này, chưa giải thoát được. Mà muốn giải thoát thì ngoài sự hiểu biết về pháp môn thiền tông ra, cần phải thực hiện ba phần nữa. Một là phải ham muốn thật mãnh liệt. Hai là phải tạo công đức trong sáng. Ba là phải học thuộc công thức đường về Phật giới thì chắc chắn sẽ được về. Cũng nhờ học thiền tông mà tôi biết được Đức Phật dạy đạo chỉ có 6 pháp môn tu, chứ không phải là 84.000 pháp môn tu như các thầy nói. Pháp môn thứ nhất, tu theo pháp môn tiểu thừa, cốt để trở thành A-la-hán. Thứ hai, tu theo pháp môn trung thừa, cốt để trở thành giảng sư nhà Phật. Thứ ba, tu theo pháp môn đại thừa, cốt để trở thành kỹ sư nhà Phật. Thứ tư, tu theo pháp môn tịnh độ, cốt để trở thành tiên. Thứ năm, tu theo pháp môn niệm chú, cốt để trở thành thần. Thứ sáu, tu theo pháp môn thiền tông, cốt để trở thành Phật. Và Đức Phật dạy trong đạo Phật chỉ có 5 chữ, gồm giác ngộ, giải thoát và buông. Tôi chưa thấy có đạo nào trên thế giới này mà giải thích được như pháp môn thiền tông mà Đức Phật đã dạy. Tôi thấy sự khác biệt của thiền tông với 5 pháp môn vật lý là thiền tông luôn thực tế và khoa học. Người học thiền tông thì không tu mà chỉ học để hiểu biết tất cả từ con người, vạn vật, từ hữu hình, vô hình cho đến trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ này. Người học thiền tông không cúng, không cầu, không lạy, không xin, tự mình làm chủ bản thân, có gia đình, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc, sống đúng theo nhân nghĩa, lễ, chí, tín. Tôi thật là tự hào và biết ơn vì cuộc đời này tôi được sinh ra tại nước Việt Nam, là con rồng, cháu lạc, nòi giống lạc hồng. Cảm ơn ông cha ta đã dựng nước và giữ nước. Thiền tông nở tại đất rồng, con hồng cháu lạc nếm mùi thiền tông. Thiền tông chỉ chảy theo dòng, con hồng cháu lạc phổ vòng năm châu. Năm châu bốn biển một nhà, ai mà duyên lớn nhận dòng thiền tông. Thiền tông không cúng, không cầu, không lạy thiên hạ, không hầu ma vương. Thiền tông chỉ rõ con đường, đường vào lục đạo, đường về vô sanh. Ma vương con đã tỏ tường, nay con chọn đường về với Phật thôi. Quê xưa chốn cũ là quê, niết bàn bảo sở là quê vĩnh trường. Vĩnh trường không có đau thương, hằng xa chư Phật vĩnh trường sống đây. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn 36 vị tổ sư thiền tông. Con cảm ơn Thiền Sư Ni Đức Thảo và Thầy Nguyễn Nhân đã lao tâm khổ tứ cả cuộc đời vì pháp môn Thiền Tông, đến ngày nay cho nhân loại biết đến. Cảm ơn cô bác, anh chị em trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Cảm ơn người bạn đã cho tôi mượn sách. Phần chia sẻ của tôi xin được dừng ở đây. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc các quý vị năm mới thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc.